Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chúng mình lại tiếp tục phải làm một cái video như này nữa để đính chính và xác minh lại về một cái vấn đề mà mọi người đang có bàn tán và đặc biệt là đang tẩy chay khá là kịch liệt trong mấy ngày qua. Thì hôm qua chúng mình có đăng một cái bài viết trên fanpage của chúng mình và xác minh với mọi người rằng chúng mình là kênh H&M Channel chứ không phải là cái thương hiệu thời trang mà mọi người đang tẩy chay đâu nhá. Thì H và M tức là viết tắt của Hùng và My. Đó, còn channel tức là kênh. Đó, mọi người nhớ nhá. Và chúng mình cũng có một cái thương hiệu thời trang nho nhỏ. Nho nhỏ thôi nhá mọi người. Có tên là Homie. Homie nha. Không có liên quan gì đến với cái thương hiệu thời trang mà mọi người đang cơ nhắc tới và tẩy chay đâu. Đó, thì chúng mình cứ nghĩ là sau khi chúng mình đăng một cái bài viết như thế lên fanpage để xác minh thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa. Nhưng mà đến ngày hôm nay mình thấy mọi chuyện nó vẫn chưa ổn thỏa mà nó còn căng thẳng hơn nữa. Cụ thể là tất cả các trang mạng xã hội của chúng mình, ví dụ như là YouTube, TikTok, Instagram, rồi Facebook, tất cả các nền tảng mạng xã hội của chúng mình đang bị các bạn công kích và comment tẩy chay khá là nhiều. Các bạn vào video của chúng mình và comment kêu gọi mọi người tẩy chay kênh của chúng mình. Thật sự là sau khi chúng mình đọc được những cái bình luận như vậy, chúng mình thấy rất là sốc. Những cái người mà hiểu chuyện ấy thì không sao, còn những cái người mà không hiểu vấn đề ấy, sau khi họ đọc được cái bình luận như vậy ấy, thì họ không cần biết là chúng mày là ai, không cần biết là kênh của chúng mày như thế nào, chúng mày đã làm gì. Chỉ cần biết là mọi người đang kêu gọi tẩy chay, thế là họ cũng vào tẩy chay chúng mình, hùa theo và tẩy chay chúng mình. Thì chúng mình khá là buồn. Hiện tại thì tất cả các nền tảng mạng xã hội của chúng mình đang bị tụt lượt đăng ký, lượt theo dõi rất là nhiều. Các bạn hủy đăng ký, hủy theo dõi. Có thể ước tính đến bây giờ chúng mình phải mất một cái nút bạc rồi đấy mọi người ạ. Hàng chục, hàng trăm nghìn người hủy đăng ký tất cả các nền tảng xã hội của chúng mình. Không biết nói gì, thật sự là mình rất là mong mọi người hãy xác minh và đính chính một cách rõ ràng trước khi mà đưa ra một cái quyết định nào đó. Thì chúng mình không có làm gì sai cả. Chúng mình là những YouTuber chân chính, những nhà sáng tạo nội dung của Việt Nam. Đó, thì chúng mình không biết nói gì hơn. Chúng mình chỉ làm một cái video này để xác minh và đính chính lại với mọi người. Thì mong mọi người sẽ hiểu rõ vấn đề hơn. Ok, thế thôi. Bạch My còn phải ngồi lái xe để cho mình nói chuyện với mọi người. Thôi, bây giờ thì bye bye mọi người.